Trong thời gian mang thai, mẹ bầu không chỉ bổ sung dinh dưỡng để thai nhi phát triển khỏe mạnh từ bên trong, mà còn phải bảo vệ mẹ từ bên ngoài trước các bệnh truyền nhiễm. Tiêm vaccine là một trong những cách gia tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể người mẹ, cũng như bảo vệ toàn diện cho sức khỏe của thai nhi. Nhưng mẹ bầu cần tiêm vaccine gì và tiêm khi nào? Qua video sau đây, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City sẽ chia sẻ cho mẹ bầu những loại vaccine cần thiết trong thời kỳ mang thai nhé. Vaccine cần tiêm trước khi mang thai bao gồm viêm gan B. Khi mẹ nhiễm viêm gan B trong thời gian mang thai, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, tỷ lệ lây truyền sang trẻ có thể lên đến 90%. Vì vậy, bạn nên hoàn thành 3 mũi viêm gan B trước khi mang thai. Mũi 2 cách mũi đầu 1 tháng, mũi 3 cách mũi 2 là 5 tháng. Nếu tiêm đúng lịch, mũi 3 sẽ cách mũi 1 6 tháng. Sởi, quai bị, rubella. Tiêm tốt nhất trước khi mang thai 3 tháng hoặc tối thiểu là 1 tháng trước khi mang thai. Thủy đậu. Nếu bạn chưa từng có miễn dịch thủy đậu, cần được tiêm phòng vaccine trước khi có thai. Nếu bạn đã được tiêm phòng từ nhỏ, vẫn cần tiêm một mũi tăng cường. Vaccine thủy đậu nên tiêm tốt nhất trước khi mang thai 3 tháng hoặc tối thiểu là 1 tháng trước khi mang thai. Cúm. Cúm là bệnh thường gặp, nhưng khi mang thai mắc cúm, đặc biệt là 3 tháng đầu thai kỳ, có thể gây dị tật bẩm sinh cho trẻ. Khi người mẹ bị nhiễm cúm nặng thì tình trạng sốt cao, nhiễm khuẩn và nhiễm độc do virus gây ra có thể làm cho thai bị lưu và gây sảy thai. Bạn nên tiêm một liều vaccine phòng cúm ở bất kỳ độ tuổi nào của thai kỳ. Tiêm trước khi mang thai 1 tháng để giai đoạn đầu thai kỳ đã có kháng thể bảo vệ, hạn chế cho mẹ nhiễm cúm gây dị tật thai nhi. Và tất nhiên, trong quá trình mang thai, bạn cũng nên tiêm những loại vaccine sau. Uốn ván. Vaccine này giúp mẹ tự tạo kháng thể trước, tránh lây nhiễm và mắc bệnh khi chuyển dạ. Hơn nữa, vaccine uốn ván còn hỗ trợ sang cơ thể trẻ, giúp hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng uốn ván sau khi sinh. Nếu bạn chưa từng tiêm phòng uốn ván hoặc chưa tiêm đủ 3 mũi cơ bản, hoặc không rõ tiền sử tiêm vaccine, sẽ tiêm 2 mũi vào các thời gian sau. Mũi tiêm 1, tiêm khi thai kỳ từ 20 tuần trở lên. Mũi tiêm 2, cách mũi 1 tối thiểu 28 ngày và trước khi sinh 1 tháng. Với phụ nữ đã tiêm phòng đủ 5 mũi uốn ván, mang thai lần 2 với mũi tiêm cuối trước 10 năm thì không cần phải tiêm phòng uốn ván lại. Nếu thời gian tiêm phòng sau 10 năm thì cần tiêm nhắc lại 2 mũi. Nếu thai kỳ trước, mẹ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine uốn ván cách không quá 10 năm thì nên tiêm 1 mũi vaccine từ tuần thai 20 trở đi. Các vaccine có thể tiêm nhưng cần có tư vấn của thầy thuốc sản khoa hoặc vaccine. Vaccine viêm gan A. Có thể mẹ bầu sẽ cần tiêm vaccine này nếu thấy có nguy cơ lây nhiễm đối với bệnh viêm gan A như mắc bệnh gan mãn tính hoặc sống với người mắc viêm gan A. Vaccine viêm gan A thường được tiêm theo phác đồ 2 liều, cách nhau từ 6 đến 12 tháng. Vaccine não mô cầu, meningococcal và phế cầu chưa có nhiều nghiên cứu khi tiêm cho phụ nữ đang mang thai, chỉ tiêm khi có nguy cơ nhiễm bệnh. Các loại vaccine mà mẹ bầu tiêm được trong quá trình mang thai bao gồm cúm, uốn ván, có thể tiêm bạch hầu, ho gà, uốn ván lúc thai từ 27 đến 35 tuần để kháng thể từ mẹ sang con. Các vaccine thường được tiêm vào quý thứ 2 của thai kỳ, tháng 4, 5, 6. Vì vậy, các mẹ nên tư vấn với bác sĩ về tất cả các mũi vaccine cần thiết để đảm bảo có thai kỳ an toàn và đón con yêu chào đời khỏe mạnh. Trong giai đoạn mang thai, mẹ bầu tuyệt đối không nên tiêm các loại vaccine sau đây. Vaccine HPV. Vaccine HPV nên được tiêm ngừa trước hoặc sau khi mang thai, không nên tiêm vaccine này trong thời gian thai kỳ. Nhưng nếu mẹ bầu đã vô tình tiêm cũng không nên quá lo lắng. Những người ở độ tuổi từ 27 đến 45 vẫn có thể được tiêm ngừa HPV sau khi trao đổi với bác sĩ chuyên khoa. Vaccine HPV thường có 3 liều, tiêm phân bổ trong thời gian 6 tháng. Vaccine thủy đậu. Vaccine thủy đậu không nên được sử dụng để tiêm phòng khi mang thai. Nhưng nếu thai phụ đã lỡ tiêm thì đó cũng không phải vấn đề quá lo lắng. Tuy nhiên nếu được, bạn nên chủ động tiêm vaccine thủy đậu trước khi mang thai hoặc sau sinh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.